Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đi với bản tin Giái hơi ngày 27 tháng 7 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến! hàng loạt các tỉnh thành siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có thể khiến giá hơi tại các vùng miền sẽ giảm thêm trong thời gian tới. Và theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá hơi tại các tỉnh miền Bắc giao quanh mức giá phổ biến 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương có xu hướng giảm nhẹ so với những ngày trước đó. Mặc dù vẫn có một số trang trại ở một số địa phương như là Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên xuất hiện mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg nhưng rất ít và hầu hết rơi vào các đàn heo loại 1 hoặc ở những nơi khu vực có nguồn cung bị hạn chế hoặc là đang bị cách ly. Sở dĩ giá thịt lợn xuống thấp là do dịch tả lợn châu Phi được khống chế thì các công ty, trang trại, gia trại và người chăn nuôi đều tập trung tái đàn Do đó, lợn đến kỳ xuất chuồng khá nhiều, cộng với thịt đông lạnh nhập khẩu từ các nước về. Hiện nay, giá thịt lợn từ Thái Lan, Trung Quốc cũng đang chạm đáy, nên nguồn cung đang tăng cục bộ, đẩy giá lợn hơi ở trong nước hiện nay đang xuống khá thấp. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng khiến cho quá trình lưu thông trở nên khó khăn hơn và nhiều chủ trang trại lo lắng nếu việc tiêu thụ thịt heo khó khăn thêm, giá lợn hơi có thể sẽ xuống dưới mức 50.000 đồng trên 1 kg trong những ngày tới. Tuy nhiên, nếu giảm xuống mức này thì chủ yếu là tập trung ở các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Bởi hiện nay, nhiều tỉnh như là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang đã xuất hiện mức giá 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg đối với heo thường. Còn đối với heo áp siêu khu vực này cũng chỉ dao động mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc đặc biệt là Lai Châu và tỉnh Điện Biên trong ngày hôm nay có mức giá khá cao. Tuy nhiên cũng đã bắt đầu xuất hiện mức giá dưới 60.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung có thể sẽ ít biến động hơn vì tình hình dịch Covid-19 khắp các tỉnh ở khu vực miền Trung không quá phức tạp như các địa phương khác. Nguồn cung heo thịt ở đây cũng không còn dồi dào như trước đây nữa. Nhiều địa phương ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ vẫn đang suy trì mức giá 56 cho đến 60.000 đồng trên 1kg. Chuyên thu mua lợn hơi tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, ông Thắng cho hay giá lợn đã giảm từ 3 cho đến 5.000 đồng trên 1kg so với tháng trước và hiện nay chỉ còn mức giá 55.000 đồng đối với lợn loại 2 và 58.000 đồng đối với lợn loại 1. Cũng theo ông Thắng, trong vòng 2 tuần qua, giá thu mua có sự điều chỉnh mạnh, có những ngày điều chỉnh từ 1 cho đến 2 giá theo quy luật của thị trường. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng khó giảm thêm, vùng nguồn cung ở khu vực này theo nhiều người cho biết đang rất hạn chế. Nhiều tỉnh ở khu vực này đang giao động mức giá 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng là địa phương có mức giá cao hơn cả so với các tỉnh ở khu vực này thông tin thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội cùng với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại các tỉnh thành ở khu vực miền Tây Nam Bộ ngày càng phức tạp hơn đã khiến cho giá hông hơi ở các tỉnh miền Nam đang có xu hướng giảm. Và thậm chí trong ngày hôm nay, nhiều địa phương chỉ giao quanh mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg đối với heo thường, còn đối với dòng heo siêu ở các trang trại vẫn đang giao động mức giá cao, nhiều địa phương vẫn báo giá 56.000 đồng trên 1 kg, thậm chí có những tỉnh có mức giá cao hơn. Và cụ thể, giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7 ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, nhiều địa phương ở thị trường miền Đông Nam Bộ như là Đồng Nai giao động mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 54 cho đến 56 000 đồng. Bình Phước 52 cho đến 53 000 đồng. Trong khi đó, Bình Dương và tỉnh Tây Ninh có mức giá 53 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Ở huyện Châu Đức của Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay cũng chỉ báo giá giao quanh 53 000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, ở các tỉnh thuộc thị trường miền Tây Nam Bộ, nhiều địa phương có mức giá cao hơn như Cần Thơ giao động mức giá 53 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay nhộ chăn nuôi báo giá 56.000 đồng, hậu Giang 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp 55.000 đồng. Đối với hai địa phương đó là Long An và tỉnh Vĩnh Long trong ngày hôm nay, đối với heo đẹp giao động mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Còn heo dân, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá cuộc biến lức của tỉnh Long An 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu 54.000 đồng. Trong khi đó ở tỉnh An Giang, nhiều chăn nuôi báo giá khu vực An Phú giao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang và Tiền Giang giao động mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay, nhộ chăn nuôi báo giá tăng nhẹ, phổ biến 53.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 52 cho đến 54.000 đồng, trong khi đó Cà Mau giao động mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội đang giao động mức giá 54 cho đến 57 000 đồng trên 1 kg. Đối với những đàn heo siêu loại 1 ở Ba Vì, Mỹ Đức, nhiều chăn nuôi vẫn báo giá 56 cho đến 57 000 đồng. Hải Dương giao quanh mức giá 55 000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên, Hải Phòng giao động 55 cho đến 56 000 đồng là phổ biến. Trong khi đó ở tỉnh Vĩnh Phúc nhiều chăn nuôi chỉ báo giá 53 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg như ở huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc hay là khu vực Vĩnh Tường. Bắc Ninh giao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay nhộn chăn nuôi báo giá 53 cho đến 56.000 đồng. Ngay như chợ đầu mối do xúc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay cũng chỉ giao quanh mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Ninh Bình và Nam Định giao động 54 cho đến 56.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay có hai địa phương có mức giá khá cao là Lai Châu và tỉnh Điện Biên, nhiều chăn nuôi vẫn báo giá lên đến 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Sơn La chỉ phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng, Hòa Bình 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương khác ở thị trường miền Bắc như là Cao Bằng và Hà Giang trong ngày hôm nay giao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang 54.000 đồng, Khu vực Lào Cai và Yên Bái cũng chỉ phổ biến mức giá 55.000 đồng là cao nhất. Lạng Sơn 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt, nhiều hội chăn nuôi báo giá ở văn quan của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá 56.000 đồng, mức giá cao hơn so với các địa phương khác. Trong khi đó, Quảng Ninh 55 cho đến 57.000 đồng đối với dòng heo siêu. Còn dòng heo dân khu vực này, nhiều hội chăn nuôi cũng chỉ báo giá do quanh 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang 56.000 đồng là cao nhất, tuy nhiên đối với dòng hai bề cụm này báo giá 52.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ 53 cho đến 55.000 đồng là phổ biến, Bắc Cạn 54.000 đồng, còn đối với tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay dao động mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay ít có sự thay đổi. Thanh Hóa đối với dòng heo đẹp vẫn đang giao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, đối với dòng heo dân, lồng trắng móng cái cụm này chỉ giao quanh 52 cho đến 53.000 đồng. Nghệ An sao động mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Hà Tĩnh 57.000 đồng trên 1 kg. Nhiều chăn nuôi báo giá huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá khá cao 57.000 đồng. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay có Quảng Nam là địa phương có mức giá cao. Nhiều chăn nuôi vẫn báo giá lên đến 60.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là ở huyện Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam. Còn đối với dòng áp siêu khủng này giao động mức giá 56.000 đồng. Quảng Ngãi 57.000 đồng trên 1 kg. Bình Định giao động mức giá 55.000 đồng. Phú Yên 54.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa phổ biến mức giá 55.000 đồng. Ninh Thuận giao động mức giá 56.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó ở tỉnh Bình Thuận có mức giá cao hơn so với các tỉnh khác ở vùng này, giao động mức giá 58.000 đồng. Khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Ngoài Lâm Đồng là địa phương có mức giá cao, vẫn đang phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác có mức giá thấp hơn như Gia Lai phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Con tum đối với dòng heo siêu giao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Dòng heo áp siêu, heo dân ở khung này thậm chí có mức giá thấp hơn chỉ 50.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk giao động mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Đắk Nông cũng chỉ phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Như vậy là đối với các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay ít có sự biến động. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi